Xin chào tất cả các bạn độc giả của tạp chí Em Đẹp. Mình là Hana Giang Anh và hôm nay Hana sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong các chuỗi clip tập luyện của tạp chí Em Đẹp nhé. Và hôm nay Hana sẽ giới thiệu cho các bạn một phương pháp tập luyện giảm mỡ bụng cực kỳ đặc biệt mà Hana chưa từng giới thiệu với các bạn trong bất cứ một video clip tập luyện nào trước đây. Các bạn biết đấy, thông thường thì khi chúng ta tập nhảy, chúng ta sẽ đốt mỡ toàn thân, và khi chúng ta muốn giảm mỡ, tăng cơ phần bụng thì chúng ta phải gập bụng. Tuy nhiên hôm nay Hana sẽ kết hợp cả hai phương pháp này lại, giúp các bạn có thể tập luyện vừa tập nhảy lại vừa giảm mỡ được phần bụng. Bây giờ chúng ta hãy cùng thử tập luyện với Hana nhé. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài tập nhé. Mọi người dập chân của Hana nào. Phải, trái. Quan trọng nhất là các bạn phải cảm thấy thoải mái khi tập luyện bài tập này. Ngoài được cảm thấy thoải mái và xả stress khi được nhảy, chúng ta còn có thêm hiệu quả giảm mỡ bụng nữa. Bây giờ đặt tay phía sau ngực, dập 1, 2, 1, 2. Mọi người dập bụng về phía trước, siết chặt cơ bụng vào, hít sâu nào. Rất tốt, mở rộng chân, xoay hông, siết chặt cơ bụng, kéo giãn, sau đó siết chặt, đổi bên. Ok, nào, chạm tay vào gối, phải, trái, siết chặt cơ bụng vào. Khi tập, các bạn nhớ muốn tập được cơ bụng thì các bạn phải siết cơ chứ đừng thả lỏng và thõng bụng ra nhé. Nào, từ đầu nào, chung chân và giật. Hai bước, thả. Đó, đổi bên. Mọi người tiếp tục giật phần cơ bụng, kết hợp với bước chân. Hít sâu nào. Trái, phải, kết hợp đưa tay lên. Cộng. Hít sâu vào. Cố gắng đừng thở dốc nhé, vì khi thở gấp chúng ta sẽ bị nhanh mệt. Nào, xoay bụng, mở rộng chân. Càng xuống sâu bao nhiêu thì phần bụng của các bạn càng được eo càng dễ di chuyển. Đổi bên. Hít sâu nào. Chạm tay vào gối, siết chặt cơ bụng nào. Phải, trái, tiếp. Nào, chân. 1, 2. Mở rộng hai chân. Rất tốt, xoay hông nào. Đổi bên. Đổi bên. Hít sâu vào bóng mũi. Hít và thở, đổi bên. Hít, thở. Hít, thở, tiếp. Hít, thở. Hít, kéo giãn và bụng hết cỡ ra. Gối, chạm. Rất tốt. Đổi bên, trái, phải, hai lần, lùi xuống nào, cộng, phải, trái, hai lần, trái, phải, hai lần, xoay hông, đổi bên luôn, đổi bên, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, đổi bên, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra. Chúng ta chuyển qua bài tập tiếp theo này. Mọi người mở rộng hai chân, giật bụng về phía trước. 1, 2, 1, 2. Vẫn tư thế này, siết chặt cơ bụng, đẩy hông về phía trước. Chúng ta kết hợp thêm tay, đẩy tay nào. Trái, phải, trái, phải. Nhanh, hai nhịp nhanh và 1, 2, 2 lần. 1, 2, sóng người nào. Đẩy hông về sau. Dạ. Hít sâu, kéo căng phần bụng, sau đó đẩy hông về sau, đổi bên. Đẩy hông.
Một lần nữa. Rất tốt. Một đáp mới. Xoay người sang hai bên. Đây là một đáp động cao bụng cực kỳ tốt. Nếu các bạn biết cách tập cho đúng, tức là chúng ta chia bụng làm hai phần, chỉ xoay cái phần giữa một cơ bụng thôi, toàn bộ phần thân dưới giữ nguyên. Đúng không ạ? Không phải là xoay vai mà là xoay hông. Cộng 1, 2, 3, gối. Động tác mới. Vẫn như vậy, chúng ta làm 3 lần. Kết hợp lên gối, dậm chân, ngồi bên. 1, 2, 3, gối. Nữa không xoay hông. Chúng ta chỉ xoay phần cơ bụng thôi. Dậm chân nào từ đầu. 1, 2, 3 lần. Tiếp, 1, 2, 2 lần. Chuẩn bị 6 người, go! Lại nào. Đổi bên. Một lần nữa. Xoay, phải, trái. Nào, các bạn xoay như thế nào? Có phải thế này không? Hay là thế này? Không đúng không? Xoay phần cơ bụng, cơ bụng, cơ. Phải, trái, phải, trái. Làm sao cảm thấy cái bụng mình cứng này. Chuẩn bị kết hợp lên gối. Go. Hey. Lên gối nào. Hey. Đổi bên. Go. Nào dậm chân. Hít thở sâu. Nào bây giờ chúng ta tiếp tục. Chấm tay. Go. 1, 2, 2 lần. 1, 2, 2 lần. Tiếp. Bốn lần nữa. 3, 2, và 1. Lên gối. Ê. Đổi bên. Go. Gối, trái, phải, trái, gối. Đổi bên luôn. Gối. Mọi người nhảy lên nào. Nhảy lên. Đổi bên. Nhảy lên. Cao. Bài tập tiếp theo. Chúng ta sẽ thực hiện động tác xoay hông kết hợp vào cơ bụng. Xoay và nhảy lên, mở rộng chân ra, nhún xuống sâu, xoay, sau đó chụm chân, nhanh. Tốt. Các bạn càng xuống sâu thì cái hông và cái bụng của mình càng dễ xoay hơn. Hai lần nữa. Xoay hông nhanh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Động tác mới. Bước chân đi sâu nào. Nào, chúng ta lên gối. Gối nọ chạm vào tay kia, siết chặt cơ bụng. Các bạn nhớ khi đủ tay phải chạm gối nhá. Đổi bên làm 8 lần. 7, 6, 5, 4, 3, 2, đổi bên nào. Hít sâu, hít sâu. 4, 3, 2, đổi bên luôn. 4, 3, 2, đổi bên luôn. Hít sâu. Siết chặt cơ bụng vào. Bụng nguyên chỉ có tay chắc di chuyển thôi. Từ đầu, nhảy, chung. Các bạn chịu khó tập bài tập này, mọi người sẽ cảm thấy cái bụng của mình được cải thiện đáng kể. Nhớ phải làm hết cỡ biên độ của động tác. Một lần nữa, xoay hông nhanh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siết chặt cơ bụng vào. Các bạn đặt tay lên trên bụng của mình, thấy cảm thấy nó cứng. Cảm thấy cái phần cơ của mình đang di chuyển. Lên gối nào. Chạm. Chạm.
cố gắng giữ nguyên cái phần cơ bụng, chúng ta chỉ di chuyển tay và chân thôi. 8 lần nhanh. 8 7 6 5 4 3. Cổ bên nào. 1 8 7 6 5 4 3. 2 cổ lên. 4 3 2 cổ lên. 4 3 2 mở chân. Baby, I'm a boss, I'm talking George Stein, Brenner, Panamera, Yogi Berra, my two-seater, Derek Jeter, got more stripes than all these niggas, babe, who ballin' than a beamer, collar on my polo, kisses on my necklace, all my diamonds watching, now my watch is getting jealous, smoking on the bomb in my autograph LeBron's, yeah, she told me I'm the one, that's when I only hit it once. Cố lên, xong rồi, 4, 3, 2, xong rồi, hít sâu, thở ra, tay chạm đất, sau đó đứng lên, xong. Vừa rồi là 11 phút tập luyện khá là vui vẻ phải không? Vừa được giảm mỡ bụng lại vừa có cảm giác rất là thoải mái và xả stress nữa. Và các bạn đừng quên là để có một cơ bụng hoàn hảo thì các bạn cần phải thay đổi bài tập bụng mỗi ngày, chứ không phải là ngày nào cũng tập một bài tập đâu nhá. Vì thế các bạn có thể tham khảo thêm các bài tập bụng tiếp theo đây của Hana. Và các bạn cũng đừng quên bấm nút subscribe dưới đây để theo dõi các bài tập của Hana trong kênh YouTube của emdep.vn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. I'm on a mic, I make you dance, I make you funk, I make you sweat from an out till the break of dawn. So get up the wall, let's have a ball. From an out till the morning comes and I say.